chào các bạn đã đến với kênh tư vấn hướng dẫn của MeToMe. Video này MeToMe sẽ hướng dẫn các bạn cách tải dữ liệu sample trên website vietkeyboard.vn. Đầu tiên, ở trang chủ của trang vietkeyboard.vn, các bạn chọn vào mục dữ liệu sample. Khi bấm vào xong thì những dữ liệu của MeToMe sẽ được hiển thị như trên màn hình. Các bạn bấm vào chọn một bộ dữ liệu phù hợp cho đàn của bạn. Ví dụ như ở đây mình chọn bộ dữ liệu MeToMe V1 cho đàn S770. Khi chọn xong thì màn hình sẽ hiển thị như các bạn thấy ở đây. Các bạn bấm vào dòng chữ màu đỏ hoặc bấm vào hình ảnh này để chuyển sang một trang web chứa dữ liệu. Đến đây thì các bạn tiếp tục bấm vào chữ tải xuống. Tiếp tục các bạn bấm vào vẫn tải xuống thì dữ liệu sẽ được tải xuống như bên góc trái màn hình các bạn thấy. Khi tải xong, các bạn bấm vào mũi tên rồi bấm vào chữ hiển thị trong thư mục thì thư mục chứa dữ liệu sẽ hiện lên. Các bạn bấm chuột phải vào dữ liệu và chọn Extract Here để giải nén. Sau khi giải nén xong thì các bạn copy toàn bộ những dữ liệu trong thư mục vào USB. Rồi các bạn cắm USB vào đàn để chúng ta bắt đầu tiến hành cài trên đàn.